Cũng là một dòng ngũ gia bì để bàn nữa nhé bạn nhé. Các cái cây này ở trong các cái chậu nhựa nhỏ xíu xinh xinh này thì rất là dễ vận chuyển, nó khác với cái chậu sành kia thì vận chuyển nó khó hơn ạ. Đây các cái cây ngũ gia bì này rất là xinh và rất là đẹp. Đó, thay cái chậu cho nó để trong trên bàn uống nước hoặc là bàn làm việc thì rất là thích luôn. Tạo một màu xanh mát. Hai nữa là cái cây này là một trong những cái cây phong thủy rất là tốt. Các bạn có nhu cầu mua các cây ngũ gia bì để bàn ạ thì ủng hộ giúp cho nhà mình nhá. Các bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại website hoặc là có thể gọi điện một trong hai cái số điện thoại trên màn hình ạ.